Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2022, ngày cuối cùng của năm 22, kênh cập nhật tình hình mít thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thì đánh giá tình hình giá mít tăng là do đâu? Thị trường những ngày tới sẽ ra sao? Thì nhiều vựa lớn ở khu vực Tiền Giang cho hay, nguyên nhân giá mít tăng trong 3 ngày qua là do tác động của Tết Dương lịch. Cụ thể là các vựa tăng giá để tạo động lực cho thương lái cố gắng đi gom hàng trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, giúp các vựa đủ hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc. Bởi vì Tết Dương lịch đó thì đa phần là thương lái đều nghỉ, do đó để gom hàng là chỉ có cách tăng giá lên thôi. Cũng như là nhu cầu tiêu thụ bên Trung Quốc những ngày này cũng sẽ tăng do là nghỉ lễ. Còn mà dự đoán cho những ngày sắp tới thì thực sự mà nói là cũng không dám đưa ra nhiều dự đoán. Tuy nhiên, Tết Dương lịch hay là Tết âm lịch thì cái nhu cầu tiêu thụ bên chợ Trung Quốc cũng đều tăng, cho nên là hy vọng sắp tới vào dịp Tết âm lịch thì giá cũng sẽ tốt hơn nhiều hả bà con ha. Còn quay trở lại tình hình giá cụ thể ngày hôm nay ngày 31 tháng 12, thị trường mít thái kênh cập nhật cụ thể cho bà con như sau. Tại khu vực Tiền Giang, kem nhất dao động từ 19 tới 20 ngàn, kem rất lớn là 16 ngàn, kem nhì 9 ngàn, kem rất nhỏ là 8 ngàn, mít chợ 4 đến 5 ngàn đồng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Long An, mít nhất, kem nhất nha bà con, kem nhất là 18 đến 19 ngàn, kem rất lớn là 15 ngàn, kem nhì là 8 ngàn, kem rất nhỏ là 7 ngàn, mít chợ là 4 ngàn. Tại Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem nhất là 17 ngàn, kem rất lớn 14 ngàn, kem nhì 7 ngàn, kem rất nhỏ là 6 ngàn, mít chợ là 4 ngàn. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, kem nhất là 17 ngàn, kem rất lớn là 14 ngàn, kem nhì 7 ngàn, kem rất nhỏ 6 ngàn, mít chợ là 4 ngàn. Tại miền Đông, kem nhất là 15 ngàn, kem rất lớn là 10 ngàn, kem nhì, kem rất nhỏ là 4 ngàn, mít chợ 3 ngàn. Tại khu vực Tây Nguyên, kem nhất 14 ngàn, kem rất lớn là 9 ngàn, kem nhì, kem rất nhỏ là 4 ngàn, mít chợ là 3 ngàn nha bà con. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển, xa, gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp xuống từ 1 tới 2 ngàn đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.